Kính chào quý vị, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Việt Nam bí mật triển khai con tàu khiến Trung Quốc e ngại nhất ra ngoài Trường Sa. Chào mừng các bạn đã đến với video mới nhất của Tin Mới. Các bạn thân mến, sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á ATMI thời gian gần đây đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều hình ảnh về quá trình cải tạo và xây dựng đảo của Việt Nam ở Trường Sa. Thông tin này đã được chúng tôi truyền tải đến quý vị và các bạn trong các video trước đây. Tuy nhiên, trong những bức ảnh mà ATMI cung cấp, chúng ta cũng đã thấy một điều thú vị, đó chính là việc Việt Nam đã triển khai tàu nạo vét xén thổi SCD-650 do Tổng Công ty Sông Thu thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam chế tạo. Đây là hình ảnh về quá trình xây dựng đảo Nam Yết và con tàu nạo vét xén thổi SCD-650 đang thi công. Bên cạnh đó, một tàu nữa đã được điều động đến đảo Phan Vinh để tiến hành hoạt động xây dựng tại đây. Nhờ có hai tàu nạo vét xén thổi công suất lớn này mà quá trình thi công tại hai hòn đảo tiền tiêu có tốc độ nhanh chóng, đến mức khiến cho các nhà quan sát phải ngạc nhiên. Việc dùng những con tàu nạo vét xén thổi đây cũng là một cái tát vào mặt Trung Quốc, khi báo chí nước này luôn cho rằng chỉ có quốc gia họ mới đủ sức chế tạo những con tàu tương tự như Thiên Kinh chẳng hạn, và đầy đủ công nghệ để bồi lấp nhanh chóng các hòn đảo mà họ chiếm đóng bất hợp pháp của Việt Nam. Trước đó, vào ngày 4 tháng 11 năm 2021, Tổng Công ty Sông Thu, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã cho tổ chức lễ hạ thủy tàu công trình SCD-650. Tàu nạo vét xén thổi SCD-650 là dòng tàu công trình hiện đại do tập đoàn Damen thiết kế với sức bền cao, vận hành bền vững ngay cả khi thực hiện các công trình công nghiệp nặng. Tàu được thiết kế bao gồm một phu thông chính, 6 phu thông cạnh và một phu thông vận chuyển hàng, được hàn gắn với nhau bằng các khớp nối điều chỉnh bằng thép trợ lực. Tàu có chiều dài 61,2m, chiều rộng 10,05m, tổng khối lượng 544 tấn, công suất 2.970 kW, tương đương 4.040 mã lực. Không như những con tàu khác, tàu hút xén thổi SCD-650 không có máy chính, chỉ dùng bơm để vận hành hàng hải, thích hợp cho nạo vét các vùng đất có địa chất đáy là cát, đất cát pha, đất bồi như ở Trường Sa. Cụ thể, tàu này có thể nạo vét duy tu san lấp với độ sâu lên tới âm 18m, trong khi các tàu nạo vét hiện tại của Việt Nam chỉ đạt độ sâu tối đa âm 11m. Nó có thể thi công các công trình cảng biển quốc tế, tiếp nhận tàu có trọng tải lên tới 100.000 tấn từ cảng biển có công suất lớn hiện nay. Con tàu này cũng sẽ giúp tiết kiệm 50-60% thời gian thi công so với các tàu nạo vét hiện hành. Cụ thể, theo thiết kế, tàu có thể nạo vét tối đa 7.000 mét khối trên giờ, trong khi công suất của các tàu nạo vét lớn nhất tại Việt Nam hiện nay chỉ khoảng 3.000 đến 4.000 mét khối trên giờ. Toàn bộ vật liệu nạo vét được bơm theo ống rắn lên bờ thẳng trong phạm vi 2 đến 3 km. Đặc biệt, tàu có thể nạo vét ở những nền đất rất phức tạp mà nhiều tàu tại Việt Nam bó tay trong điều kiện sóng to gió lớn cao nhất tới cấp 5. Có được kết quả này là nhờ ngay trong quá trình đàm phán ký hợp đồng, các chuyên gia của Damen đã sang Việt Nam nghiên cứu địa chất, điều kiện thi công để nghiên cứu thiết kế tàu, lấy khoan cắt cho phù hợp. Không phải tàu chiến Jupat 3.9 hay tổ hợp Kilo 6.36 mà chính là tàu nạo vét xén thổi Việt Nam mới chính là loại vũ khí khiến Trung Quốc e ngại nhất, khi nói có vai trò quan trọng trong việc xác lập chủ quyền, chỗ đứng chân cho bộ đội Việt Nam tại Trường Sa. Như các bạn đã biết, Việt Nam là quốc gia có quyền quản lý toàn bộ quần đảo Trường Sa. Trên khu vực này có những hòn đảo nổi và có những đảo chìm. Để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc, các cán bộ chiến sĩ Việt Nam đã tích cực tiến hành các hoạt động mở rộng đảo, triển khai các thiết bị quân sự tại đây. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên hết sức khó khăn, trong thời gian dài từ khi người lính Việt Nam đặt chân lên những hòn đảo đầu tiên, chúng ta đã tích cực triển khai công tác gia cố mở rộng đảo bằng các biện pháp thủ công, sử dụng sức người là chính. Những chuyến tàu vận tải chở các vật liệu như đá, cát, sỏi, xi măng và các máy móc ra ngoài Trường Sa để tiến hành công tác bồi lấp đảo. Thời gian trôi qua, nước biển rút đi để lại đó những vùng đất liền rộng lớn, cây cối um tùm, nhà cửa, trường học, chùa chiền và các công trình mọc lên trên những hòn đảo xa xôi. Nhìn sang Trung Quốc vào thế kỷ 20, họ đã thực hiện hành vi sử dụng vũ lực chiếm đóng bất hợp pháp các đảo và rặng san hô của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa và sử dụng các phương tiện công nghiệp để tiến hành bồi lấp đảo. Để thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông, Trung Quốc đã nhanh chóng mở rộng sức mạnh hải quân, đóng các tàu chiến như tàu sân bay, tàu chiến lớn. Không dừng lại ở đó, Trung Quốc còn xây dựng trái phép các căn cứ quân sự trên Biển Đông. Năm 2012, Trung Quốc đã bắt đầu cải tạo với quy mô lớn các thực thể là bãi đá ngầm,
đang do nước này chiếm đóng trái phép thuộc quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam thành các đảo nhân tạo với diện tích lớn, ngang cấp độ các đảo tự nhiên lớn nhất ở quần đảo Trường Sa, bất chấp sự phản đối của dư luận quốc tế. Cụ thể nhất đó là dạng san hô chữ thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Ban đầu chỉ là một dạng san hô, nhưng với sự bồi đắp trái phép của Trung Quốc, nó đã trở thành đảo chữ thập với diện tích đất cố định rộng hơn 2,8 km2, bất chấp những quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 cũng như sự phản đối của dư luận khu vực và quốc tế. Trung Quốc vẫn tiếp tục bồi đắp các đảo nhân tạo và công cụ giúp cho Trung Quốc hoàn thành âm mưu này, đó là các tàu hút bùn công suất lớn do Trung Quốc tự chế tạo. Từ năm 2013 đến năm 2015, tàu Skyworld hoạt động ở quần đảo Trường Sa trong gần 200 ngày với khối lượng đào lấp lên tới 10.000 mét khối. Tuy nhiên, việc bồi lấp đảo chữ thập chủ yếu là do tàu của Bùn Thiên Kình. Tàu hút bùn Thiên Kình được đưa vào sử dụng từ năm 2009. Đây không chỉ là tàu hút bùn tự hành công suất lớn nhất trên thế giới mà còn do Trung Quốc tự nghiên cứu, phát triển và chế tạo. Nên biết rằng trong năm 2006, tàu nạo vét lớn nhất của Trung Quốc vẫn phải nhập khẩu từ nước ngoài. Tuy nhiên, để phục vụ chiến lược độc chiếm Biển Đông bằng cách bồi lấp các đảo đá ngầm mà Trung Quốc chiếm đóng trái phép, Trung Quốc đã đầu tư phát triển các loại tàu nạo vét công suất cực lớn. Việt Nam trước đây làm thủ công trong hoạt động xây dựng đảo. Nhưng bây giờ với sự lớn mạnh công nghiệp đóng tàu trong nước, chúng ta đã có thể đóng được những chiếc tàu hút bùn như Skyway của Trung Quốc. Nếu được đưa ra Trường Sa, đây sẽ là con át chủ bài trong việc mở rộng đảo để triển khai các thiết bị quân sự và quân đội ở đây. Bởi vì mỗi mét đất Việt Nam mở rộng ở Trường Sa sẽ thêm một mét trở ngại cho âm mưu độc chiếm Biển Đông của Trung Quốc. Thời gian gần đây, báo Trung Quốc liên tục đưa ra những bài viết tố cáo Việt Nam tiến hành mở rộng đảo ở Trường Sa, mới nhất là ba đảo Phan Vinh, Nam Yết và đá núi Lê không phải là tự nhiên mà truyền thông Trung Quốc la ó như vậy. Trong bối cảnh họ đang bị Liên minh quân sự Hoa Kỳ đang tiến hành bao vây ở mọi nơi, vấn đề Đài Loan luôn là cơn đau đầu chưa dứt của Trung Quốc, thì tại Biển Đông, Việt Nam liên tiếp có những động thái mạnh dạn hơn như tiến hành tập trận tích cực xây dựng đảo. Cho nên không phải là tàu chiến Jupat cũng chẳng phải là tàu ngầm Kilo. Công nghiệp quốc phòng Việt Nam có thể đóng được những tàu hút cát công suất lớn mới là vấn đề đáng lưu tâm cho Trung Quốc. Nếu được áp dụng công nghệ hiện đại và nâng cấp đảo, thì trong tương lai chúng ta có thể biến một trong số các đảo ở Trường Sa thành thứ gọi là tàu sân bay không thể chìm, án ngữ ngay dưới Biển Đông, tuyến đường vận chuyển huyết mạch quốc tế. Chưa dừng lại ở đó, nếu có quy mô lớn như vậy, chắc chắn sẽ là đối trọng của Trung Quốc với các đảo như Cạc Ma, đá chữ thập, đá vành khăn mà Bắc Kinh đang chiếm đóng trái phép. Ngoài ra, việc nâng cấp đảo ở Trường Sa thành một căn cứ quân sự với đường băng dài 3.000 mét, bến cảng nước sâu, chúng ta có thể tiếp nhận chiến đấu cơ Su-30, máy bay vận tải C-295 và cho các tàu chiến hiện đại như Jupat-309 hay tàu ngầm Kilo có thể cập cảng mọi lúc mọi nơi. Ngoài ra, với diện tích rộng, quân đội Việt Nam có thể dễ dàng triển khai các loại vũ khí có uy lực cao. Ngoài các loại rocket phóng loạt như Astra, Eagle thì có thể triển khai cả tên lửa đào tạo Scud đặt ngay trước mũi Trung Quốc. Cho nên trong thời gian tới, hoạt động mở rộng đảo của Việt Nam có thể diễn ra mạnh mẽ hơn. Nhiều đảo sẽ được nâng cấp bất chấp lời lẽ tuyên truyền thù địch về chủ quyền vô căn cứ của báo chí Trung Quốc. Các bạn thân mến, trên đây là video của tin mới nói về tàu CSD-650 do Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam sản xuất dựa trên thiết kế, chuyển giao công nghệ từ Damen, Hà Lan. Trong tương lai gần, chắc chắn sẽ là vũ khí chủ lực của quân đội Việt Nam trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Các bạn có nhận xét gì về loại tàu này và khả năng sử dụng ở Trường Sa trong tương lai của chúng ta không? Hãy để lại bình luận bên dưới video và đừng quên ấn và đăng ký kênh kèm chuông thông báo. Còn bây giờ, chúng ta cùng đến với bản tin tiếp theo. Việt Nam tự chủ sản xuất khẩu súng bộ binh và đạn dược. Các bạn thân mến, từ một cơ sở làm nhiệm vụ sửa chữa vũ khí là chính, ngày nay nhà máy Z111 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã vươn lên làm chủ công nghệ, chế tạo thành công nhiều loại súng bộ binh thế hệ mới hiện đại. Quy trình chế tạo ra một khẩu súng. Bước đầu tiên của việc sản xuất một khẩu súng là khâu tạo phôi đúc.
Dựa vào bản vẽ thiết kế, hệ thống máy móc hiện đại sẽ làm ra các chi tiết của súng, nhưng bằng vật liệu là sắt dễ nóng chảy. Các chi tiết bằng sắt này sẽ được đưa đến phân xưởng tạo vỏ bọc, làm nóng khuôn để loại bỏ xác, sẽ thu được khuôn gốm rỗng dùng để chứa thép nóng chảy. Tại phân xưởng đúc, thép nóng chảy sẽ được rót vào các khuôn gốm rỗng để tạo thành chi tiết súng, loại bỏ các phần vật liệu dư thừa để thu về các chi tiết của súng. Như vậy, các chi tiết của súng bằng sắt sau quá trình đúc đã chuyển thành vật liệu thép. Tiếp theo, các chi tiết súng sẽ được chuyển đến các máy gia công cơ khí, điều khiển bằng máy tính CNC hiện đại. Ở đây, chúng sẽ được gia công cắt gọt, khoan, khắc, tạo gen, tạo thành các chi tiết súng theo bản vẽ kỹ thuật. Dây chuyển gia công cơ khí của nhà máy Z111 được đầu tư gần 200 thiết bị từ các nước châu Âu, ví dụ như Anh, Đức, Mỹ, Thụy Sĩ và gần như là tự động hóa. Tất cả các thiết bị đều được đầu tư cơ bản, sản xuất đạt năng suất cao và chất lượng rất tốt. Chi tiết khó nhất và được coi là công nghệ cốt lõi để chế tạo ra súng chính là việc làm ra được nòng súng với độ bền cao và tiện được rẽ xoắn. Hiện nay với dây chuyền máy móc hiện đại, nhà máy đã có thể tự chủ sản xuất được nòng súng bộ binh các loại. Tất cả các chi tiết của súng sau khi hoàn chỉnh sẽ được đưa đến bộ phận kiểm tra chất lượng bằng các máy laser tự động để loại đi các sản phẩm lỗi sai kích thước nếu có. Ở giai đoạn tổng lắp, các công nhân của nhà máy sẽ tiến hành lắp ráp các bộ phận thành một khẩu súng hoàn chỉnh, đồng thời cân chỉnh thước ngắm cũng như lắp thêm các phụ kiện như đèn pin, chiến thuật, kính ngắm laser, điểm đỏ theo đơn đặt hàng. Với phương châm chế tạo vũ khí phù hợp với cách đánh nghệ thuật quân sự của Việt Nam, nên các sản phẩm vũ khí bộ binh do trong nước sản xuất đều phù hợp với điều kiện chiến đấu và thể trạng của người chiến sĩ. Đến nay, về cơ bản, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã đủ sức tự chủ nghiên cứu, chế tạo được các loại vũ khí bộ binh. Đây là một bước tiến rất lớn đảm bảo cho các đơn vị có nguồn vũ khí mới, hiện đại, bắt kịp với trình độ khu vực và trên thế giới, có nguồn cung dồi dào, đảm bảo sức chiến đấu lâu dài, bảo vệ Tổ quốc trong mọi tình huống. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!